Mùa thu 2011, chúng tôi đã cùng nhau reo vui khi mà những tín hiệu đầu tiên của đài được phát ra, khởi đầu cho một hành trình với biết bao khát vọng cháy bỏng. Mục tiêu đầu tiên của những người sáng lập ra làn sóng này là có một đài truyền hình Việt ngữ để phục vụ cho người Việt trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, đời sống, nghệ thuật. Trải qua rất nhiều khó khăn lúc đầu từ tài chính đến nhân lực, nhưng cuối cùng với ước muốn phục vụ mãnh liệt của ban giám đốc và lòng yêu nghề tha thiết của nhân viên, làn sóng Việt TV qua bao thăng trầm biến đổi cũng đã xây dựng được hướng đi của riêng mình với những chương trình được đồng hương Việt Nam yêu thương và ủng hộ, nhất là mạng tin tức xuyên suốt từ bình minh tới hoàng hôn. Và hơn nữa là phục vụ 24/24 cho khán thính giả, không chỉ riêng tại Houston mà chỉ trong vòng một vài năm sau đó, đài Việt TV đã có mặt tại Dallas, San Jose, Orange County, DC, Boston, Philadelphia và đến với cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ qua hệ thống Direct TV và vươn ra tới tận Canada và toàn thế giới với sự ra đời của IPTV. VTV Network đã may mắn quy tụ được rất nhiều những gương mặt tài năng nhiệt huyết, cùng nhau xây dựng một đội ngũ trẻ trung nhưng thật nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực, từ đội ngũ kỹ thuật viên, xướng ngôn viên, biên tập viên, cộng tác viên và các ban ngành khác như là ban tài chính, kế toán, ban thương vụ, với những anh chị em sale đã hết lòng tận tụy phục vụ thân chủ, giúp họ gặt hái được những kết quả kinh doanh rất hiệu quả bằng những cách thức quảng cáo khác nhau phù hợp cho từng cơ sở thương mại. Trên đà phát triển và xu thế mở rộng phục vụ, Việt TV đã có thêm làn sóng Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas để phục vụ đồng hương rộng rãi và đa dạng hơn. Cũng từ đó, nhiều chương trình phối hợp TV Radio cũng ra mắt quý khán thính giả như Chào Bình Minh, Cà Phê Sáng và các chương trình hội thoại cộng đồng đã phát hình live trực tiếp trên cả TV, Radio, YouTube và Facebook với số lượng theo dõi cả triệu views. Đài Việt TV Network đến nay đã được tròn 10 tuổi, một hành trình không phải là ngắn. Với các chương trình phục vụ cộng đồng được đồng hương hưởng ứng và cùng tham gia như các chương trình thiện nguyện, bữa ăn cho người vô gia cư mùa tạ ơn, niềm vui Giáng sinh, hỗ trợ Tết và vầng trăng tuổi thơ. Bên cạnh đó, Việt TV cũng đã là một chiếc cầu nối cho các cơ sở tôn giáo, hội đoàn chính trị gây quỹ với mục đích giúp đỡ đồng hương, chiến hữu. Nổi bật nhất, Việt TV đã kết nối với hai tôn giáo lớn nhất là Công giáo và Phật giáo trong việc gây quỹ để cứu trợ đồng bào bão lụt tại miền Trung của Việt Nam trong năm 2020, cũng như đồng hành với đồng hương trong những ngày mưa bão Harvey vào năm 2017 và bão tuyết năm 2021. Ngoài ra, thì Việt TV cũng đã có những chương trình mở rộng với khách mời trong ngành y tế, luật pháp, công lực và các vị đại diện cho chính quyền nhằm hỗ trợ thông tin và cung cấp những kiến thức cần thiết để cùng đồng hương Việt Nam tại Hoa Kỳ vượt qua những ngày khó khăn nhất của đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID đã ảnh hưởng rất nhiều, nhưng với tấm lòng phục vụ, sự đam mê trong nghề nghiệp và tinh thần đồng cam cộng khổ của toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo đài, cùng sự ủng hộ của quý cộng tác viên và thân chủ của các cơ sở thương mại, đến nay chúng tôi một lần nữa thật sung sướng, thật hạnh phúc khi cùng quý vị chung vui trong đêm nay để đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập Việt TV Network. Hệ thống Việt TV Network trân trọng cảm ơn tất cả các nhân viên, các cộng tác viên, các cơ sở thương mại cũng như toàn thể khán thính giả, đồng hương khắp nơi đã yêu thương, đã gắn bó với đài trong suốt 10 năm qua. Và chúng tôi hứa sẽ làm thật tốt công việc của một đài truyền thông trung lập, đưa đến quý vị những thông tin khách quan, hữu ích nhất và vẫn mãi là chiếc cầu nối bền vững nhất giữa quý cơ sở thương mại đến với đồng hương Việt Nam. Gửi lời chào tán gẫu tới quý vị đang đến với chương trình phóng sự đặc biệt của hệ thống đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021. Và nhóm phóng viên của chúng tôi hiện tại đang có mặt tại sảnh phòng của nhà hàng Kim Sơn tọa lạc trên đại lộ Bel Air Sài Gòn. Xin mời quý vị cùng tham gia vào một buổi tiệc chung vui với đại gia đình của hệ thống đài Việt TV Network. Happy 10 years anniversary. Chúc mừng cho Việt TV Network được 10 tuổi. Và xin mời quý vị cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi.
hệ thống truyền thông, truyền thanh và truyền hình Viettv Network rất vinh dự và vui mừng chào đón sự hiện diện của tất cả quý quan khách, quý khán thính giả đã cùng đến tham dự và chung vui với chúng tôi. Chúng tôi tự hào chào đón đại diện các chính khách tại địa phương, đồng hân hạnh chào đón sự hiện diện của quý thân chủ, các mạnh thường quân luôn luôn yêu mến và ủng hộ, đồng hành với Viettv trên các chặng đường đi qua. Truyền thông Viettv Network đã có một vị thế vững vàng, được sự công nhận và tuyên dương trang trọng của các đại diện trong vòng chánh, ghi nhận những đóng góp hết mình trong việc đưa tin tức hàng ngày về các sinh hoạt trong xã hội dân sự Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thật sự hạnh phúc và xúc động khi quý vị đã đến tham dự đông đủ để cùng chúng tôi chúc mừng cho Viettv đã được thành lập 10 năm. Vào đúng cách đây 10 năm, 11 giờ sáng, ngày 11 tháng 11 năm 2011, một làn sóng, một đài truyền hình Việt ngữ đã chính thức ra mắt đồng hương tại thành phố Houston. 10 năm thì đối với business thì có lẽ quý vị cũng không thấy nó dài lắm, nhưng mà riêng với cái TV thì theo mình thấy nó rất là dài. Không biết là chúng tôi sẽ đi đến như thế nào nữa, nhưng mà có lẽ là cái sự mà ủng hộ và động viên của tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, cũng giống như tất cả những quý vị mà đang ở nhà coi qua TV hoặc là hàng ngày, quý vị đã giúp sức cho chúng tôi rất là nhiều. Và hơn nữa là những cái thân chủ mà ủng hộ đài hàng ngày, hàng tháng, đó là cái điều quan trọng nhất. Và cũng bên cạnh đó là những cái người trong cái tập thể Viettv đã trong 10 năm qua thì quý vị đã không ngừng nghỉ để có được cái Viettv của ngày hôm nay. Một lần nữa thì Kevin đại diện cho Viettv rất là chân thành cảm ơn quý vị, tất cả mọi người cũng như giống như tập thể, nhất là những cái người mở trong back office, là những người làm nhiều nhất. Thì quý vị mà không có ai thấy hết. Thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner cũng đã dành lời chúc mừng và thời gian của ông đến tham dự với Viettv. Thank you all for having me here tonight. I am so proud of Viettv. 10 years, and 10 years is a great, is a huge accomplishment. And recognizing that it's not only here in Houston, but San Jose, in Dallas, on DirecTV. But we're going to present this proclamation like we do at City Council. So I'm going to ask you, a council member, to simply read it, and then we'll conclude. Viettv is also the first Vietnamese network to deliver daily broadcasts, including 10 daily news segments focused on the lives of Vietnamese Americans. Houstonians greatly benefit from the network's prompt delivery of self-produced family entertainment programs. On November 12, 2021, the Viettv network will be recognized on the occasion of its 10-year anniversary. And in recognition and appreciation of Viettv's network's channels, radio stations, websites, the City of Houston commends and appreciates Viettv Network for its commitment to intercultural dialogue and providing the community with dependable news, relevant community information, and rich cultural entertainment. CEO, if you'll come forward, if you'll step up just a little bit. And I have the privilege of saying, so therefore I, Sylvester Turner, Mayor of City of Houston, hereby proudly proclaim this day, November 12, 2021, as Viettv Network Day in the City of Houston. Thank you so very, very much for your continual service. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. I want to thank the Vietnamese community for what you contribute to your city. This is your city. You have helped to make it the great city that it is. I am proud to be your mayor, and we'll do everything we can to make sure that we protect you, stand by you, uplift you, and especially to the younger generation, we want them to be the very, very best that they can be. So thank you for allowing me to be here and allowing me to be your mayor. Đại diện cho văn phòng của Quốc hội tiểu bang Texas, dân biểu Herbert Võ thay mặt văn phòng thống đốc Greg Albert trao bằng tưởng lục kỷ niệm chúc mừng Viettv với những đóng góp của đài dành cho cộng đồng phát triển xã hội Hoa Kỳ tại địa phương trong chặng đường 10 năm qua. Tonight also, for the governor of Texas, Greg Abbott, for Viettv 10th anniversary, as governor of Texas, it is my honor to extend congratulations
on the 10th anniversary of the launch of Viet TV. Since 2011, when Viet TV began broadcasting over the airwaves in Houston, it provided valuable news and entertainment and played an important role in the Vietnamese American communities across our state and nation. Viet TV continues to demonstrate the hard work and commitment that has helped it achieve longevity, and I wish Viet TV continued success in the future. Signed by Governor Abbott and First Lady Cecilia Abbott. Thống đốc Greg Abbott, trưởng bang Texas, cũng gửi một lời chúc mừng chân thành trực tiếp qua đoạn video ngắn sau đây. Hi, this is Governor Greg Abbott. Congratulations to the Viet Network on 10 outstanding years of Viet TV. Thank you for your incredible work to deliver the news to Vietnamese Americans here in Texas and across the nation, as well as for the charitable services that you provide to your communities. Your efforts not only inform Vietnamese Americans, they also empower the people to have a positive impact on their communities. The Vietnamese American community is such an important part of Texas's past, our present, and our future. And Viet TV continues to be a major reason why. So congratulations to Viet TV and the Viet Network, and I wish you even more success in the many decades to come. May God bless you in your efforts, and may God forever bless the great state of Texas. And myself also, I have the resolution from the state of Texas, from the House of Representatives, to recognize the contribution of Viet TV and congratulate you on the 10th anniversary of the TV station and radio station. Thank you, Hubert Vaughn. Đài Viet TV Network cũng rất hân hạnh khi nhận được bằng tửng lục từ văn phòng của dân biểu liên bang Al Green với lời chúc mừng của ông dành cho hệ thống đài Viet TV Network. Để có được cái ngày hôm nay thì trước tiên là phải chân thành cảm ơn tất cả những quý vị mà khán thính giả của Viet TV. Quý vị là cái người mà đã cho cái tập thể Viet TV nhiều cái nhiệt huyết mà có thể tiếp tục đi sắp tới. Rồi kế đến là tất cả những mọi người ở trong cái tập thể Viet TV cũng đã hết mình vì tiếng nói của người Việt. Ngày hôm nay thật là một ngày vô cùng quan trọng, một ngày nếu mà không muốn nói là ngày trọng đại của Viet TV là bởi vì đây là ngày kỷ niệm 10 năm Viet TV thành lập. Và nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những thân chủ quảng cáo của Viet TV. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là phải cảm ơn tất cả nhân viên của Viet TV. Tại vì nếu mà không có những nhân viên của Viet TV thì Viet TV không thể nào có được 10 năm như thế này. So on behalf of the Viet TV, we're very touched that you care for our community. That's why you showed up tonight with your busy schedule. Well, absolutely. Look, I wanted to come and say congratulations to Viet TV. 10 years, yes. You know, and you all service many different cities, not just the city of Houston. And we have one of the largest Vietnamese populations in the entire United States. Yes. So you are the greatest mayor that our community love you. So thank you for your support and care. And on behalf of the Vietnamese in District F with our city, you did reserve our history with the keep the Vietnamese name, the fallen soldier on the street and the history mark. Look, we have a great city because we are so diverse. And one of the reasons why we are so diverse is because of the Vietnamese population. And it's important for the story and the history to be told, yes, for the culture to be maintained. Uh-huh. And we work every day to be a very inclusive society. And I cannot say enough for Councilmember Tiffany Thomas, the representing District F. And I can't say enough for all of those in the Vietnamese community, educators, business persons, people in pharmacy, the Viet TV, 10 years. Yes. So I am very grateful and humbled to be the mayor of such a diverse population. Well,
on behalf of the city of Houston, a citizen of Houston, I'm very proud to be your citizen, and also on behalf of the fallen hero of the South Vietnamese, I'm very thankful for your support to reserve our history in this district as well. On behalf of the VTV, I'm very appreciate you are here with us tonight. Absolutely, I would not miss this opportunity to come celebrate with you and everyone else, all of your listeners, all of your viewers, because today is a momentous occasion, not just for the radio station and the media group, but for the Vietnamese community in the city of Houston. Our community is very grateful that you are our city council of District F, and there's many of us here. So can you tell us a little bit more about the street name to reserve our heritage here in the District F? Absolutely, and so I am proud and I have the privilege of representing the second largest Vietnamese American community in the world. So that's not something I take lightly. And so one of the things that I wanted to make sure that was a priority is that we preserve and then amplify the culture and the history, not just through those street signs, but through historical markers. And so for the last 7 years, we've had street signs in the communities honoring fallen soldiers, fallen leaders that were striving for liberation. But what we did not have was an education component. And because we have the most diverse community in the city of Houston and the world, we thought it was important not only to make sure that we have the markers, but that we have an educational component so we can communicate with the community who these individuals are and their contribution and why the community is so significant in the city of Houston. Wow, I'm very impressed. Only in 1 year, you've done so much for District F alone, and special for our community and the history markup. Us, on behalf of the second generation of the fallen hero of the South Vietnam, I'm deeply appreciate you. Sự thành tựu như tối hôm nay đã cho đã là một phần thưởng rất là lớn cho tất cả chư vị cái sự khổ công để điều hành một cơ quan truyền thông lớn tại thành phố Hy Sinh. Tôi tin rằng Việt TV với sự lãnh đạo của ban lãnh đạo vừa giới thiệu vừa rồi và một đội ngũ chuyên nghiệp và thành thạo sẽ tiếp tục giúp đỡ cho nhiều người được nhanh chóng cập nhật tin tức địa phương cũng như những biến chuyển sôi nổi của thế giới và làm rõ thêm sự phát triển trong cộng đồng của chúng ta. Và một trong những người cộng tác của với lại Việt TV trong 10 năm qua, chị Thảo rất là chân thành với sự hướng dẫn của anh Kelvin Ngô, và cũng như là người đứng đằng sau lưng anh Kelvin Ngô là chị Ly Lê, luôn luôn ủng hộ cho đài Việt TV. Nếu không có được sự ủng hộ của chị cũng như là Vinashop thì tất cả chúng tôi những cộng sự viên không có được cơ hội để mà chia sẻ những hiểu biết của chúng tôi với cộng đồng người Việt. Hôm nay cũng là một cái sự vinh dự cho Hiếu Bục Võ có mặt ngày hôm nay để tham dự, và cũng như chúc vui Việt TV và Việt Radio đã qua được 10 năm một cái thử thách rất là lớn lao, và sự đóng góp của ban giám đốc, tất cả anh chị em trong ban quản trị và cũng như tất cả nhân viên trong đài cũng đã góp sức với nhau trong suốt 10 năm qua để đem những cái tin tức rất là cập nhật quá cho đồng bào không những tại Houston, nguyên là cả tiểu bang Texas và những tiểu bang khác. Đây là một cái vinh dự cho tập thể cộng đồng người Việt tại Houston, dạ thưa chị. Bữa nay Vi với Dự Thảo rất là hân hạnh đại diện cho Hội Dược Sĩ đến đây để chung vui với Việt TV, một cái thành công rất là lớn, và cũng rất là cảm ơn Việt TV đã cùng chung với Hội Dược Sĩ trong vòng bao nhiêu năm qua tài trợ cho chương trình Khỏe và Đẹp và cùng đồng hành với tất cả những cái community event của Hội Dược Sĩ trong những năm vừa qua. Trong cái chặng đường vừa qua thì anh cũng đã cùng cộng tác với rất là nhiều những chương trình về phân tích, về chính trị, bình luận và cùng sinh hoạt với cộng đồng. Thì anh nhìn nhận như thế nào về tiếng nói và cũng như sinh hoạt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây? Cái tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta càng ngày càng phát triển. Việt TV và Việt Radio đương nhiên là một cái cơ quan rất là quan trọng trong ngành truyền thông để đưa tất cả những tin tức tập thể cộng đồng tại thành phố Houston, tại nước Mỹ và luôn cả tại nước Việt Nam hay trên thế giới. Thì theo cái sự nhận định của Stephen Deal, nhưng mà không phải là thiên vị, nhưng mà Việt TV và Việt Radio có thể nói là lớn nhất ở thành phố Houston và sẽ là lớn nhất ở trên nước Mỹ này. Rất là hân hạnh được chúc mừng đài Việt TV, Ái Hiền và tất cả nhân viên có những sự thành công trong tương lai. Đây chỉ là một cái nghề tay trái, nhưng mà là nghề tôi yêu thích nhất.
và nhất là trong cái tuổi xế chiều này có được một việc làm vui và được giúp quý vị và nhất là biết được nhiều về cái vấn đề tin tức thế giới cho những người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam thì tôi rất là hạnh diện và rất là thích. Nếu được quý vị thích tôi thì tôi cũng rất lấy làm hạnh diện hơn nữa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Everyone sing. Everyone vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận trong chương trình đặc biệt mừng cho Việt TV tròn 10 năm tuổi. Cảm ơn quý vị đã cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin chào và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình lần sau. Chúc cho Việt TV cùng với những chặng đường sắp tới đạt được nhiều thành công trong tương lai. Xin chào tạm biệt.